Hình ảnh một sinh viên tật nguyền ngồi trên xe lăn được mẹ đẩy đến lớp đã trở nên gần gũi với thầy cô giáo, bạn bè trường Đại học Vinh. Bất chấp thời tiết nắng mưa hay những hôm trái gió trở trời, hai mẹ con vẫn đến lớp đều đặn. Người mà chúng tôi muốn nói tới đó là em Nguyễn Văn Vọng, sinh viên năm thứ nhất khoa công nghệ thông tin trường Đại học Vinh, một nghị lực Việt đang được tỏa sáng bằng ý chí và niềm tin. Trong mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013-2014, hình ảnh một cậu sinh viên tật nguyền được mẹ đưa đến trường thi trên một chiếc xe lăn đã nhiều lần được báo chí đưa tin. Hình ảnh này đã gây ấn tượng mạnh với các giám thị có mặt cũng như hàng nghìn thí sinh dự thi tại trường Đại học Vinh vào thời điểm đó. Và bất ngờ hơn, gần 3 tháng sau, cậu sinh viên tật nguyền đó đã trở lại trường trong vai trò một tân sinh viên. Vẫn ngồi xe lăn và được mẹ đẩy đi. Chỉ khác, hành trang lúc này của Vọng đã tràn đầy niềm tin. Hằng ngày mẹ và em cùng đi học thì hai mẹ con cùng phấn đấu để nỗ lực phấn đấu để vượt qua những chặng đường từ học sinh cho đến khi bước vào đại học luôn. Ước muốn của mình cũng đã đạt được và em sẽ cố gắng phấn đấu, tiếp tục phấn đấu để trở thành một con người có ích cho bản thân, gia đình và đất nước. Quê ở Hà Tĩnh, nhập học trường Đại học Vinh, hành trang duy nhất của hai mẹ con Vọng là một vài bộ quần áo cùng một số đồ dùng cá nhân. Ở trọ trong một căn phòng khiêm tốn, ngày ngày mẹ con đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau, cuộc sống trăm bề chật vật. Thế nhưng, điều đó không làm em nhụt chí, mà càng tăng thêm quyết tâm, nghị lực học tập đối với Nguyễn Văn Vọng. Với mẹ con em, học chính là cánh cửa để mở ra tương lai tốt đẹp hơn. Trời mưa trời gió cứ mang tới đồi nón để đẩy đi đẩy về, ai cũng cảm động, ai cũng đẩy đi, do mới cùng tuổi đấy chứ mà bà cũng vậy, im nín đi để mà đẩy em đi học cho quang thì dám nán để mà cho em được kinh nghiệm kinh nghiệp để sau này mẹ có qua đời thì cũng hối con cũng hối hơn nữa. Qua tiếp xúc thì em thấy sự nỗ lực trong bản thân anh vươn lên trong cuộc sống rất là mạnh, và anh em cảm thấy được tinh thần của anh đối với mẹ rất là cháu nặng, là anh thể hiện điều đó qua cái học tập của anh thường ngày. 18 năm ngồi trên xe lăn là 18 năm Vọng đi trên đôi bàn chân của mẹ, và cũng chừng đó thời gian Vọng tự biến thiệt thòi của mình thành nội lực. Dù vậy, ở em, người ta luôn nhìn thấy sự lạc quan yêu đời và niềm tin tưởng hướng tới ngày mai. Cũng chính bởi thế mà Nguyễn Văn Vọng trở thành một tấm gương tiêu biểu cho những học sinh tật nguyền dám vượt qua khó khăn, đứng dậy từ khó khăn và vượt lên hoàn cảnh, tỏa sáng bằng ý chí và niềm tin.